Vâng, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm và xem những video clip về giới thiệu xe cũng như là bàn giao xe ha. Hôm nay thì là trên kênh của Hoàng Tâm thì em sẽ đem đến cho mọi người một dòng xe tải đến từ thương hiệu của Chenglong. Thì chắc anh em cũng đã quá quen thuộc đối với cái dòng xe tải Chenglong 3 chân đã được bên nhà xe của em có thể gọi là bán và có thể trực tiếp trao đến cho khách hàng rất là nhiều luôn. Và kể cả là riêng em thì em cũng đã có những buổi lễ bàn giao xe rất là nhiều xe. Hiện tại em cũng đang trong cái đợt bàn giao lô 4 chiếc về cho công ty vận tải ở Bình Dương. Còn 2 chiếc còn lại sẽ được em bàn giao trong cái tuần tới đó. Và hôm nay thì em có một trong những cái điều rất là thú vị muốn đem đến cho mọi người cũng như là các bác tài xế, các anh em bạn hữu đường xa, các công ty vận tải logistics có thể đầu tư được dòng xe tải Chenglong 3 chân này ha. Thì thọt nhìn qua thì anh em thấy được cái dòng phiên bản 3 chân này á, nếu mà anh em nhìn không kỹ á thì đây anh em dễ nhìn đây là dòng 3 chân cầu lết mà thường em hay bán, đúng không? Chứ sao không? Thật sự luôn, nhìn y chang luôn, không khác gì hết trơn á, nhưng mà đây là dòng 3 chân cầu thật của phiên bản đời 2022 nha anh em. Nó sẽ khác rất là nhiều so với cái phiên bản cầu lết và em trong cái video này em sẽ giới thiệu kỹ cho anh em thêm. Vâng, thì chúng ta hãy cùng nhau đến cái video clip. Trong cái clip này thì em sẽ đem đến cho mọi người những cái thay đổi rất là nhiều so với cái dòng xe tải Chenglong 3 chân cầu thật mà ở các đời trước mà em đã bán cho các khách hàng. Đầu tiên là phải nói về cái phiên bản này thì là nó về cái thùng con này thì nó đã thay đổi hoàn toàn khác luôn. Nếu mà anh em muốn sử dụng cái dòng Chenglong 3 chân á, nếu mà anh em lấy cầu lết á, đầu tiên là nói về cái kèo, là toàn bộ kèo của mình sẽ là bằng kẽm hết nha anh em, kèo kẽm hay kèo tiếp như thế này nè. Và nó sẽ không có ở giữa các cái trụ á, trụ U á, là mấy cái trụ cái là nó sẽ không có cái trụ U kiểu này. Nó là cái khác nhau đầu tiên của cái dòng cầu thật và dòng cầu lết. Đó, và cái thứ hai nữa là cái dòng cầu thật và cầu lết á nó sẽ khác nhau về cái bửng. Cái bửng của con xe tải cầu thật á là nó là loại là bửng một vách lồi xương. Nó bửng một vách lồi xương và cái thời bửng đó thì được anh em tài xế chơi là bửng nó bửng xấu thiệt. Em bản thân em cũng nói xấu thiệt. Nó là như vậy. Còn đối với cái dòng cầu lết á, thì nó sẽ đóng theo kiểu là bửng một vách, vách ngoài bằng inox, nó dẹp sóng. Và anh em có thể nếu mà chạy hàng mà tại hàng quá tải á, thì bắt buộc là về nhớ lót thêm một lớp bằng mút xốp để cho nó tránh xung động, và sau đó bắn thêm một lớp ton kẽm nữa cho nó dày một xíu ha, thì có thể gia cố được cái thùng nó đẹp hơn một xíu và cũng như là chắc chắn hơn trong cái thời gian mà anh em chờ đợi đóng thùng khác, gom tiền đóng thùng khác, nó là như vậy. Nhưng mà đối với cái dòng 3 chân cầu thật này mà đóng được cái thùng nó kiểu như thế này là nhìn rất là cứng hơn rất là nhiều so với cái dòng cầu thật. Ngoài ra là nó sẽ khác thêm một cái nữa là dòng cầu lết á, thì nó sẽ được mở dĩ toàn bộ luôn đó. Còn cái dòng mà cầu thật á, là tất cả các chuồng heo là được bắt chết nha anh em. Đó, tất cả các chuồng heo là được bắt chết cho nên là nếu anh em mà các công tác và muốn lựa chọn dòng xe tải Chenglong 3 chân cầu thật hay cầu lết á, thì chúng ta phải dựa vào các cung đường anh em, chứ không phải là muốn mua dòng nào là mua. Đó, giống như là nếu anh em đang kinh doanh hoạt động cũng như là chạy các tuyến đường ở các khu vực đồi núi dốc nhiều, đường khó đi đó, hay bị sa lầy, hay là những cái cung đường nào nó rất là khó, thì anh em lựa chọn dòng cầu thật. Dòng hai cầu thật này á, thì là kêu bằng là dòng 4 bánh chủ động toàn thời gian á, thì nó sẽ giúp cho anh em chạy nó hot xe được tốt hơn, dễ thay đổi và cũng như là dễ điều chỉnh được cái hướng đi của chiếc xe của mình hơn đó. Còn đối với cái dòng mà cầu lết á, nó sẽ có một cái đặc điểm là như vậy. Cầu lết thì anh em khi mà đi đường á, thì anh em có thể chủ động được cái việc là nâng hạ cầu đó. Muốn lựa chọn ở cung đường này nó chạy thoải mái, đường đồng bằng, thì anh em chỉ cần hạ cái nâng cái cầu lên và chạy. Thì đặc điểm nó khi mà anh em sử dụng cầu lết á, thì là sẽ ít bị hao mòn lớp hơn và cái độ bám đường nó ít hơn mà, thì tất nhiên là sẽ dẫn đến việc là ít hao mòn lớp và dẫn đến cái việc là tiêu hao nhiên liệu nó tốt hơn đó. Tiêu hao nhiên liệu tất nhiên là nó sẽ ít hơn rồi. đó, tại nó chạy xe nó thoát hơn, là nó nhẹ hơn tất nhiên lại rồi. Còn nếu anh em chạy các cung đường nó địa hình nó có thể gọi là nó phức tạp hơn đó, thì chúng ta sử dụng dòng cầu thật, là dòng cầu như thế này, dòng cầu thật đó. Có thể là cái độ mài mòn, cái độ tiêu hơn, cái độ tiêu hai nhân điệp của nó có nhiều hơn một xíu, nó nhỉnh hơn một xíu, nhưng mà nó sẽ chạy an toàn hơn. Và dòng cầu thật ở các khu vực như là Tây Nguyên nè, Lâm Đồng, Gia Lai nè, Đắk Lắk nè, Bình Phước nè đó, những nơi nào em sẽ gói gọn là những nơi nào có địa hình đường đèo dốc này kia thì nên lựa chọn dòng cầu thật. Kể cả Hino anh em nó cũng có hai phiên bản là cầu thật và cầu lết cho anh em chạy nữa, thấy không? Mà thường thường là cái khu vực mà đèo dốc nhiều là người ta chạy toàn là cầu thật không, mà không ai chạy cầu lết cả đó. Rồi thì chúng ta hãy xem về cái phiên bản 2022 này ha. Phiên bản 2022 thì nó cũng không có thay đổi gì nhiều so với cái phiên bản 2021 về cái phần ngoại hình nó, bởi vì thay đổi một dòng xe là cả một vấn đề luôn, cho nên là nó không thay đổi gì cả về phần cabin đâu. Nhưng mà bản thân em nhìn cái đầu cabin con này cũng rất là đẹp luôn ha. Đó, có cái nấng kết ở giữa, con này là cabin nóc cao nha anh em, đó, nóc cao, hai giường nằm đây. Phiên bản này là phiên bản H5 nha, đó H5, thấy không? Rất là đẹp đó. Rất là đẹp luôn. Đây là cụm đèn nè, cửa sổ tâm hồn, rất là đẹp ha, chỉnh chu. Bên đây á, thì chúng ta có thể thấy được con xe tải này á, là nó sẽ xài là lớp Linh Long, với thông số lớp là lớp 12 R22.5, lớp bố thép ha, không ruột đó, lớp bố thép không ruột. Rồi đây là hệ thống dàn nhíp cũng như là anh hơi ha, nhíp rất là dày. Con này thì lại xài máy Vô Chai 270 HP nha anh em, 270 HP, dòng cầu thật là 270 nó, không 4 kỳ 6 xi lanh hẳn hàng, với cái dung tích xi lanh là 7.5 nha anh em. Nó sẽ chạy rất là khỏe luôn. Con này thì hiện tại là nó chỉ nếu mà ship về các dòng hai chân, dòng xe tải Chenglong 3 chân á, thì con tải này là nó cao tải hơn con, không, nó cao cái mã lực hơn là cái dòng cầu lết, là cầu lết là 260, còn con này là 270 nó. Qua cái phiên bản 2022 này thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái thùng của nó được thiết kế, nó được nhìn chuẩn chỉnh hơn, đẹp hơn rất là nhiều so với cái dòng 2020 và 2021 đó, được ha, đẹp ha. Con này thay đổi số loại mới luôn nha anh em, khi mà làm ngân hàng là trên thông số kỹ thuật xe nó sẽ được đổi luôn cái số loại, nhưng mà cái thông số tải trọng xe thì vẫn như vậy thôi, vẫn là 13 tấn 95 và tổng tải là 24 tấn đó. Này là bình nhiên liệu ha, bình dầu khá là lớn. Con này bình này chắc có 400 á. Đây, chúng ta sẽ quay kỹ hơn về cái dòng xe này ha. Nhíp nè, cực kỳ dày. Toàn bộ nhíp của mình á. Đà này là sẽ là đà sắt nha anh em. Đây, này là cầu trước của chiếc xe mình nè. Thấy không? Đó. Anh em thấy rõ ha. Rồi bên đây, đây là dàn nhíp con xe. Nhíp này là nhíp được nhập khẩu luôn, cho nên là lá nhíp của dòng Chenglong rất là dày và rất là to. Nó tuyệt vời chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lá nhíp ha, 10 lá ha. Lớp sau cũng đồng thôi, 12R22.5. Đây, hệ thống thành nơi lốc kê sau nè, và cầu sau nè, cầu búi khế nè. Đó, cầu láp. Đây là hệ thống dàn nhíp của mình, anh em thấy nè, quá dữ luôn, quá mạnh mẽ. Bởi vậy dòng xe tải hai cầu thật này sinh ra để chuyên trị địa hình mà, có thể gọi là vậy. Đồng bằng thì anh em lấy gọi là cầu lết chạy đỡ hao dầu, còn đi đường đèo dốc thì lấy dòng cầu thật để chạy cho nó an toàn hơn rất là nhiều. Nó cái thùng phía sau mình đó, thì thùng một lớp nha anh em, thùng một lớp thôi, của nó không phải là loại hai lớp như em nói đó. Đây, quay cho anh em xem cái phần cái phía trong của cái thùng mình nè. Thấy không? Toàn bộ là thùng một lớp hết. Bên đây sàn sắt ha. Đó, cái này là có thể nâng kèo được nha anh em. Rồi, nó là như vậy đó. Xe này hiện tại giá của nó là 1 tỷ 280 triệu chưa bao gồm chi phí giấy tờ nha. Giá bản giá của xe Chenglong 2022 nha anh em. Đó, xe và thùng nghĩa là khi làm việc là em sẽ làm xe và thùng như thế này, không bạc không gì hết. Còn anh em muốn lấy bạc thì ra ngoài may cho nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Đôi khi bà công ty nó không đáp ứng được đủ nhu cầu cho anh em đâu, thật sự là vậy, nó mỏng lét à. Còn anh em mua bạc ngoài á, thì nó có thể giá nó cũng như vậy thôi, nhưng mà được cái bạc nó lớp, hai lớp nó dày chắc hơn rất nhiều. Đây là phía bên trong của cái dòng 3 chân ha. Tính ra cái dòng 3 chân là nó cabin nó hơi hẹp hơn cái dòng 4 giò thiệt, nhìn nó hơi hẹp hơn chút xíu. Rồi, 2 giường nằm ha, có cái gói, có gói tựa đầu nữa nè, tuyệt vời đó. Rồi này là ghế hơi ha, khá là được, hợp lý chịu á. Ghế hơi đồ. Các hệ thống tính năng theo xe cũng không có thay đổi gì nhiều lắm nè, radio nè, FM điều chỉnh volume nè. Cái này chắc gắn điện thoại với gì đâu, gắn điện thoại cam hành trình, xem bản đồ hành trình đi đó. Rồi hơi các thứ nút chỉnh nguy hiểm đó, độ chỉnh đầu đèn, radio đồ, núm chìa khóa smart key 2 chìa ha. Này là hộp số nè, hộp số là 2 tầng rùa thỏ ha, dễ dàng thao tác, tài mới tài lâu gì đều chạy được dòng này hết. 8 số tiến, 2 số lùi, hộp số rùa thỏ ha. Mặt đồng hồ tắp lô của xe của mình ha. Đây đó, đây tổng quan về cái hệ thống tắp lô trên xe của mình. Bên đây thì thiết kế 2 tầng cho nên là nó có rất là nhiều hộp để đồ cho anh em luôn đó, tuyệt vời ha. Hai chỗ ngồi nha anh em, 2 chỗ ngồi 1 giường nằm. Rồi rồi thì chúng ta cũng đã có những cái phút giây tìm hiểu về con xe tải Chenglong 3 chân cầu thật này rồi. Thì trước khi kết video lại thì em xin được tóm gọn lại một số thông tin cơ bản để cho anh em có thể nắm được ha. Đầu tiên, đây là con xe tải Chenglong 3 chân cầu thật phiên bản đời 2022 với mức tải trọng được cho phép là 13 tấn 95 và tổng tải là 24 tấn. Hiện tại đây là dòng xe tải được nhập khẩu của Chenglong với mức trả trước anh em có thể đầu tư khoảng 350 đến 380 là có thể nhận được xe này về. Thì với mức giá đó đã bao gồm luôn là 2 khoản chi phí bảo hiểm, là bao gồm là một cái bảo hiểm sức khỏe hay gọi là bảo hiểm nhân thọ, hay một cái nữa là bảo hiểm thân vỏ. Thì cái đó thì bên ngân hàng nó cho vay nó sẽ hỗ trợ bán luôn cho anh em. Thì ngoài ra là cái phần tiền còn lại là cái phần tiền anh em trả trước bên nhà xe là xong. Với cái thủ tục là mua xe trả góp thì bao gồm là chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn đó. Còn nếu anh em mà tài khởi nghiệp chưa có gia đình thì thoải mái thôi, ra phường xã xin dùm em cái giấy xác nhận độc thân và trước khi làm hồ sơ xe với cái phương châm là giải quyết đi tới đâu giải quyết ngay tới đó, chứ không có kiểu là nhận hồ kiểu như là cỡ nào cỡ cũng nhận. Thì nhưng mà em thì là ngay từ đầu trước khi làm hồ sơ thì quy trình làm việc của em thì em xin được nói sơ qua để cho anh em nào muốn cộng tác với em, và đặc biệt là những khách hàng đã cộng tác với em rồi thì cũng hiểu. Rồi đầu tiên là em sẽ tiến hành là trao đổi thông tin, ok hết thì em sẽ tiến hành gửi bản báo giá lãi suất gốc lãi hàng tháng cho anh em cân đối để anh em hợp lại với gia đình. Nếu mà chuẩn bị được cái khoản thu chi hàng tháng á, mà nó vừa nó hợp lý thì chúng ta sẵn sàng tiến đến cái việc là đặt xe. Trước khi mà tiến hành làm ngân hàng thì em sẽ tra CIC trước để xem là cái lịch sử ngân hàng của anh em có ok hay không. Nếu lịch sử ngân hàng sạch sẽ hoặc có vấn hoặc là nó bị nợ kiểu như nợ chú quý là nợ nhóm 1.2 gì đó, có thể thanh toán được và có sẽ được cái gói được giấy xác nhận tất toán. thì em sẵn sàng hỗ trợ được cho anh em để có thể gọi là hỗ trợ anh em lấy được xe. Cái đó thì kiểu tình ngoại lệ này kia thôi, cũng không có vấn đề gì khó khăn lắm. Còn mình ở nhóm 3, từ nhóm 3 đến nhóm 5 này kia thì chịu nha, làm không nổi đó. Ngoài ra nếu anh em sau khi mà đã ra thông báo cho vay thì bên em sẽ tiến hành đặt xe này. Hiện tại xe 2022 đang có sẵn, từ 2 đến 3 ngày là sẽ có xe về cho anh em liền, cho nên anh em thoải mái để có thể đặt xe ha. Và cuối cùng video clip xin được kết thúc tại đây. Mọi chi tiết anh em đóng góp hoặc là để bình luận để ở dưới video giúp em, để bên em có thể tiếp tục cải thiện hơn và đem đến được cho anh em những cái video clip về giới thiệu xe nó được chất lượng hơn, cũng như là nó gãi đúng chỗ ngứa của anh em. Anh em không biết cái gì thì có thể nhắn trực tiếp tên cái khung chat của video clip này, để bên không chỉ riêng em mà những khách hàng khác xem có thể hỗ trợ giải đáp. Và trên Facebook thì nó cũng có cái hội tài xế xe tải Chenglong á. Sau này anh em muốn mua xe mà muốn muốn mua đặt đồ, hoặc là muốn lỗi hay là không biết các tính năng muốn hỗ trợ thì có thể tham gia vào hội đó để có thể được các tài lâu năm có thể tư vấn và hỗ trợ cho anh em thêm ha. Rồi thì video xin được kết thúc tại đây nha. Chào mọi người nha.